Dạ, chú Vĩnh chiều nay là khả năng là đổ này luôn anh em ạ. Đang trèo lên trên nóc nhà mình quay phim cho anh em xem này. Mùi cái này thấy hết cả con xin ra này anh. Xong đổ mái xong rồi lợp luôn à? Lợp luôn rồi mới chụp mới chát đúng không? Đổ xong rồi anh em ạ. Bây giờ nghỉ à? Hôm nay. Hôm nay nghỉ à? Buổi nay nghỉ à? À hôm nay anh em nghỉ hết đấy các bạn ạ. À, mình quay mấy hôm liền để cho nhà chú Vĩnh cho anh em xem ạ. À đây hôm nay chú Vĩnh đang đục để ổ điện này. Đây một ổ này. Chắc là sau này nếu mà tivi thì sẽ để đây. Tivi để đây. Các phòng để ổ điện này chú Vĩnh đang đường đi à, đây là một ổ điện này, ổ điện một ổ ở đây nhá, này là làm hơi à. À đây hai ổ điện, phòng này hai ổ điện chắc là bố trí giường ở đây, cuối giường một ổ, đầu giường một ổ. Đấy, đây là một ổ nữa này, đây chắc là phòng bật điện và phòng thờ. À, đây một ổ điện ở phòng thờ đây nha. À thì xong rồi nhé. Đấy, chú Vĩnh nha. Hôm nay thợ thì nghỉ. Đi kiểu gì nhờ? Cột này thì đi kiểu gì? Chắc là chát qua thôi à? Hả? Chát qua cái cột này thì đi kiểu gì? Không. Khoan chứ. À khoan một ít à? Vẫn khoan một ít đúng không? Ừ. Rồi mình mới chát vào đúng không? Khoan xuyên đấy. À. Khoan xuyên. À khoan xuyên cho ổ điện đi à? À cho dây điện đi đúng không? À. Này có ảnh không? Không không không. Tường đấy, tường là lúc ấy à không, ai cũng phải đục thế này nhỉ. Luôn luôn thế này này. Lúc này hết mà.
Hôm nay rảnh anh em ạ. Anh em mình cắt cơn ở nhà chung nhá. Ô. Cái gì đây? Được không? À, ok đấy, hay đấy. Mận ngon nhờ. Hôm nay anh em mình rảnh anh em ạ. Anh em mình sẽ làm cơm. Vẫn mùa đông anh em ạ. Thì đã mời chú Vinh sang ăn, không biết chú có được sang không anh em ạ. Đầu lên mình không được cắt cơn với chú Vinh nhờ. Xong phần thô rồi. Ừ. Có nhà không? Chắc hôm nay rủ chú rồi. Hả? Gọi chú cho này. Nhưng mà chú gật đầu chưa? Chú bảo ok thế, tại biết có sang không? Chú ấy phải bảo xử lý đi chú mới ra. Ok không? Chắc ok, chưa tin đâu. Hoặc chú ấy bảo ok, anh tới này lấy. Anh em đi bắt gà. Đi mua gà nhà em Thơm không anh em? Con khủng nhất đi, anh em đi bắt. Đi bắt gà con khủng nhất nhà em Thơm nhá. Bắt con to nhất. Đấy ôi. Gà gì đây nhỉ? Gà tổn lốc à? À em Thơm có gà đen nhỉ? Đâu em Thơm đấy? Nhà gà tí nhỉ? Ôi dù em Thơm này không ăn măng giềng sao nhỉ? Lá sắn. Lá sắn này ăn với măng giềng. Thôi em vào chiến rồi. Ừ. Cho ít vài măng giềng ăn thôi. Khẩu viên chứ nhỉ? Ừ. Được, được ăn mấy. Ôi bà con tổng nhất đấy nhỉ? Ôi bà con à? Ờ. Hôm nay mình sẽ cắt cơn đầu lợn với tiết canh gà anh em nhá. Chào mừng chú Vĩnh nhá. Lấy con mào cười đi. Tùy em Thơm cho nào thì lấy con đấy thôi. Kia bà già bảo đi đạp mái, còn mới con đấy thôi. Còn mới con nào? Con này á, con mào cười nè. Đấy, lấy con bên mình này, con to này. Con này, con kia con bé hơn. À, thế bắt thôi. Thế ông lấy con bên khác kia. Con dứa kia. Bắt hai con đi. Ừ, con này béo thì lấy đúng không? Thì mình chứ con là con cựa kia. Cái con mào to. Con dứa kia. Con dứa con mào to. Em theo vào đi. Rồi lấy cái đấy chụp đấy. Không đuổi nó sang bên này được không? Để tôi. Vậy. Con nào nhỉ? Con đi trước, bắt con đi trước. Mấy con cắt cũng vặn nhau thôi. Con này to hơn con này. Để con này. Anh Thơm với chú Dũng đang bắt gà nha. Ôi. Ai xa. Tốc độ ra đòn nhanh thế nhở? Con này mỏng thế nhở? Con này anh em mình đánh tiết canh gà ăn chú đúng không ạ? Ờ. Úi dồi ôi. Xem màu nữa là bác Khánh này. Nó là bác xem này. Ôi, màu nó có hai viên kiểu đinh đinh ra đây này. Con này mỏ gạo này. Con này sao lại mỏ như thế nhở? Màu này màu giống này giống gà lạ mà anh em thấy màu gà thế này vẫn được chưa? Con này để mà con đá thì ui giời ơi, màu lột biến. Con này ship từ quê ngoại về đấy. Còn... bạn việc bác Khánh làm thế này thì cá của mình mất ăn rồi. Chú Dũng mặt cao lên tí. Anh em luộc ăn à? Luộc ăn đấy, ngon lắm. Chấm tẩm xéo ăn. Chiều thôi anh em ạ. Đây này, bác Khánh này. Bác Khánh thấy cây cây lửa. Cây lửa. Cây không phải cây gọi là cây dâu da. Dâu da của mình. Ừ thì cây lửa mà. Loại này cái loại mua hàng loại... mà ấy, loại mà đỏ âu ấy. À. Loại nó đỏ à? Loại to ấy. Có một loại đó là một tím đấy em thôi các bạn. À đôi đi. Đi thôi anh em. Em Thơm nhổ cỏ nha. Nhổ cỏ nhổ tận gốc ấy. 2 năm rồi đấy. Ờ em Thơm cầm nhổ xong rồi ném vào ao luôn nhá. Bây giờ mình phải tận dụng hết anh em ạ. Cỏ cây hoa lá phải ao vì ao mình nuôi quá nhiều cá rồi. Thôi anh em đi thôi. Em Thơm một cây mận của em Thơm này sai thật nhờ. Ờ anh em mình chiến. Một cái cây sắn của em Thơm này cổ thụ ác. Chắc cũng trồng khá lâu rồi. Quả muỗm này này, quả xoài. Bé Nguyệt nhà chú Long đang lên cho gà ăn anh em ạ. Cẩn thận nhá, trên đấy có nhiều anh ở trên đấy lắm đấy. Làm con rau bác nhá. Ây da, căng nhà bác Khánh chưa gì đã hỏi rồi. Bác, căn bản Nguyệt nó có yêu tỉ không ấy. Bảo nó không yêu nhưng mà phải yêu chứ nhỉ. Tỉ leo kính thế kia, nhìn xa, mấy mét. Đây này, cái đây là chua Long làm cái trang trại gà trên này các bạn ạ. Để mình đeo kính. Có ma ở trên đấy đấy, hôm qua vừa thấy sánh nó ở trên đấy. Thật đấy, không nói phép là buổi tối đấy. Thật mà, ma ở trên đấy không nói phép đâu, tí nữa lên gặp đấy.
trời bắt đầu tối vào anh em ạ. Khánh nhỉ? Không biết có mưa không hôm nay anh em ạ. Trời tối mưa. Nếu mà mưa mình mong mưa lắm. To hơn nữa. Ừ. Anh em lại mừng rỡ lắm. Mừng rỡ vì anh em mình sẽ được cơn mưa vàng đúng không? Tắm ra. Ai tắm cho? Ngon đấy nhờ, cái món thịt lợn kiểu cũng ngon lắm đấy. Mình kiểu mình luôn đâu thì cho nó nhừ nhừ ra nhờ. Cho nó hết khỏi ngấy gì. Ừ. Công nhận hôm nay anh em mình vì bây giờ thấy đói cơm nhanh thật. Mình ăn hết một bát thì mình vẫn ăn hết một bát nữa. Đấy. Đây là cá sai mini anh em ạ. Hôm nay mình ăn cá bỉm sữa. Anh em mình sẽ canh với riềng thôi. Nếu mình chưa ăn cái này gì ạ? Bác Phong đang câu cá về nhà ăn. Ao bác Phong này thì cá nhiều rồi. Tập trung ở đây hết mà trước. Nó đầy ao đầy ruộng này bây giờ không cho vào ruộng nữa vì nó ăn cỏ mất. À, ăn hết lúa mất. Có cả cả tắm đấy anh nhỉ. Ông bố Thìn đốt một phát chết sạch mấy cái cây này luôn nhỉ. Cây xoài này. À nó vẫn ra đấy, nó vẫn ra. Sau này lên mầm cái diện tích này. Với em nó còn lấy ui cá lên như mưa kìa. Cá nhỏ thôi. Tối rồi nó. Tối thì ăn cá tối, ăn cá ra đêm ấy. Rô phi. Bà đi chậm thôi. Ôi, được rồi. Cái sủa đấy ra không? Có mi khẩu bừa quý. Ừ, có mi mà. Khay mông bông hoặc là sang ở táp nữa. Đây anh em ạ. Em thơm lấy gan của nó để làm nước chấm đúng không? Cầm chéo. Cầm chéo. Có bi không? Sao gà nó đen nó nhỉ? Như kiểu gà đen đấy nhỉ? Có. Ngon thế. Anh Khay ơi, gà nó ở đâu? Đây này, gà này trong này rồi. Bác Khánh không thấy. Không thấy đâu. Đây ui gà này ở đây. Nhưng mà bi của nó. Không chích tách này. Bi của nó mình quay chứ. Ui, nóng lắm. Lấy cái đầu dao ấy. Ui bị to thế. Đúng là hàng em thơm nuôi nhờ. Tăng trưởng phát triển bi đợt nó anh em ăn con vịt kia bi cũng to đúng không? Chân nó hơi đen đen, con này nó vẫn lai tí mà nó lai. Trước anh em mình ăn ấy mình cho vào bát chẩm chéo đỉnh luôn nha. Cái này nó là hệ lai tầm khoảng F3, F4 rồi đúng không ạ? Ui dồi ôi. Này thì chẩm chéo như thế này thì nhất anh em ạ. Thế mà chấm. Không ngon thì chịu đúng không? Đúng rồi. Cái này là riêng chó mà cắn vào đít là không biết gì anh em ạ. Cái thái của anh em mình trên này có cái câu tục ngữ là mà khúc cuộn mất đừng, có nghĩa là ăn muốn ăn ngon quá, cắn vào đít, chó cắn đít. Không hề biết một tí nào anh em ạ. Nó thể hiện cái món ăn nó quá là ngon. Nó kiểu nó bị ngất ngây luôn đấy. Không thấy em thơm. Chịu không thấy đâu. Xem nước canh với muối mì thế nào em thơm. Không thì mình chỉ sợ. Đánh như thế nào? Có bỏ xuống máy cao không?
Anh là Cao, Cao Trung Nghĩa đúng không? Tiết canh gà anh em ạ. Quấy nó lên bắt cả nhà. Quấy lên. Không biết có lông không anh em ạ. Đông người thế này phải đông chứ nhỉ. Tí nữa sợ đang ăn cơm là mưa to bão lên đấy. Thế đèn cho bà Khánh rồi. Đấy, đông cứng đấy. Quá ngơi. Quả này mà không đông nữa thì sợ có khi khó nhai lắm em Thơm ạ. Em Thơm có xà beng không? Chú Vĩ không lên đấy anh em ạ. Không lên à? Gọi điện cho chú ấy bảo là có khách hay sao ấy, lại không lên có ai đến rồi. Thăm Tít tít hai đùi này cho phần thưởng của cô Tít. Ô phải ăn chứ. Này. Ăn đi, ăn đi. Ăn ăn. Thì tí mà phải bố cho phép ăn mới ăn này. Đây của ấy đây. Chú Vĩ. Của chú Vĩ đây. Đây xin ra đây. Xin đây. Ô, xin cứ xin đi. Đùi này chỉ ăn điện thoại. Đây anh em ạ. Ôi, đông rồi. Đông chưa? Quá wow, ok anh em ạ, đồng cứng. Ôi anh em ạ, mời tất cả anh em nhá. Hôm nay có sự tham gia của bác Phong. Hello cả nhà. Phải làm chứ, chú Vĩnh thì không tham gia với anh em mình được. Bác Phong khách à? Lúc ấy hẹn nhau lắm rồi. Bảo là chiều tối sang đánh, còn đánh bài uống nước với nhau rồi mà không sang được. Làm vài chén nó ấm. Có chứ, ăn đi tít. Rồi. Bắt đầu rồi. 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 Nóng rồi. 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 Con gà của em Thơm này nó có cả gà đen thật. Tiết canh gà đen anh em ạ. Gà đen đen trắng. Con này chắc trước đây nó vẫn anh em ấy họ đen một tí. Chân nó vẫn đen này. Trẻ con thì mẹ Tu Bi đang băm thịt băm giếc cho ăn rồi. Đang bón rồi. Đấy em lên nhá. Ăn cơm đấy nhá. Rồi mời anh em nhá. Rồi cả nhà nhá. Cả nhà nhá. Ờ lâu lắm rồi em đâu đâu. Ui, gì đấy? À đồ điều đồ rượu à? Xúc động quá bác Khánh. Ờ đây anh em lên. Ta đi chờ vật liệu công trình nhỉ. Năm nay phải được 67 ấy rồi. Bảy quốc rồi nó về 67 căn rồi đấy. Ờ mời tất cả anh em nhá. Tươi của mình là chút chút tìm ở đây đấy. Bác để đấy. Tươi rồi. Đây, rau cỏ cho anh em mình cho lên trên này đi. Ừ. Hôm nay bác Phong đến anh em mình nhường bác Phong lên cái canh trước nhá. Tiết canh còn gì nữa. Ngoài cái canh ra đi. Mùng 1 à, hôm nay mùng 1 nhỉ. Ờ, đỏ anh em ạ. Anh em mình ăn tiết canh đỏ như tiết canh và khỏe như gà anh em nhá. Đỏ như màu gà. Ờ cái gì cái phải cảm ơn bác Khánh nhỉ. Người ta. Nhìn muốn là nó bắt chết. Nhìn muốn đi đá nhỉ. Thì thoảng đổi gió tí thôi mà. Memo di à. Không phải Maria. Càng Indonesia. Rồi anh em nhá. Anh em cả đến với món tiết canh của anh em mình. Tiết canh gà, gà anh em ạ. Tiết canh gà là ok rồi. Chúc mừng đỏ cả năm cả tháng như màu cờ gà nhá. Ây da, gia đình xin cảm ơn. Quá ngợi, tưởng cờ Việt Nam. Ngợi quá. Đỏ anh em ạ, tiết canh là phải đỏ. Đấy, ít đậu cỏ vào. Ôi, đây anh em nhá. Ôi dồi anh Dũng lên đi. Anh Dũng lên đi. Sao nó anh Dũng? Đâu, đâu à, anh Cao lên. Không để. Em Cao chứ quên. Tôi về đâu rồi nhỉ? Anh em thiệt 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 đấy nhỉ. Thiệt đâu, lấy thiệt cho em Cao mình đi. Đấy. Trời ơi. Lấy chèn rồi. Chết canh gà anh em ạ. Lần đầu tiên à? Nghĩa lần đầu tiên à? Lần thứ hai rồi. Lần thứ hai là? À. Sướng quá thì hai lần rồi. Mời tất cả mọi người nha. Được không? Tình hình thế nào? Được đấy. Nó bùi không? Bùi. Thèm lắm rồi đấy anh em ạ. Rồi, mời tất cả anh em nhá. Úi dồi ôi, cắt cơn món tiết canh gà với anh em nào. Ớt. Ớt à? Ớt kém thế. Thôi. À, mùng 1 đầu tháng. Mùng 1 đầu tháng. Chúc tất cả anh em có cả năm cả tháng nhá. Xin em đó. Chưa quen ớt mấy. Đâu? Đừng có phải làm miếng tất cả gà theo cơm hội nhá. Hôm nay mùng 1 đầu tháng, anh em phải đỏ như gà tiết canh và khỏe như gà anh em ạ.
sở thích là cái chạy đúng rồi, quá ngợi. Thôi làm chết không nổi. Đạp nhất à? Bác Khánh nhà đấy, cái cành hay quá nhỉ. Bác Khánh chẳng ơi, cái cành gà quá đỉnh. Rồi được. Phải là nhớ được. Phải học rồi, không phải học. Vừa học qua mà. Chị Google bảo. Bú cái màu này của nhà em Thơm nuôi, chắc chắn anh em mình bảo em kỷ niệm Thơm luôn nhá. Em Thơm lên luôn đi. À đây chủ nó được cái màu ấy. Tại vì em Thơm cứ chỉ đến màu nó này này. Thế mình lên trước hay bác bác cả. Thôi cho em Thơm lên trước, em Thơm lên trước. Các bác thông cảm nhá. Ôi anh em ạ. À. Gia đình thì thoải mái mà. Nó hay sừng đấy nhỉ. Màu nó to. Anh em cũng biết sao sao màu gà nó hai sừng em ạ. Hai bên hai sừng nhỉ. Ở đấy đấy. Mình cũng thấy lạ anh em ạ. Khi nó để cắm keo giống này, con này chắc là bị mọc mọc cắm sừng. Chuẩn là mọc sừng. Đợt này anh cao lên đấy, đợt này anh cao lên cái kiểu nó mang lan lột biến lên đất cả. Tất cả nhá. Rồi, món màu gà quá là đột biến anh em ạ. Ấy mọc sừng cũng là chuẩn gà mọc sừng anh em ạ. Ôi, hay đấy nha. Mời tất cả anh em cắt cơm nhá. Món màu gà mọc sừng của anh em mình. Lên, chia nó. Tổng xúc luôn. Ôi dồi, cái này món nào ngon hôm nay tính ra. Thôi, anh em chiến đi. Chiến em mời nhá. Không theo vòng thứ tư gì đâu, hôm nay là ăn đi. Chấm chẩm chéo đi. Ô chẩm chéo của anh em mình hay làm một bát ra bên kia nữa. Đây. Có hai bát đi hả? Đây này. Hai bát mà. Đừng nghe bên này nữa. Ngon nè. Bác không có món đuối đâu. Có món lá chắn luộc. Anh em lên thịt gà đi. Từ từ. Hả? Để sau. Ngon quá. Cho cái lá, cho cái gan, cho cái bi và cảm giác cảm chém mình ngon hơn nhỉ? Hết miếng cả, uống hết này luôn. Không chưa một cái thứ gì cả. Rau, rau cỏ sướng. Cái này ngon hơn, cái này em thấy nó mỏng. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn, thấy chị ăn cái này đây này. Anh bắt một bát nhỏ. Rau cỏ rồi, lên thôi, mấy anh em nhá. Một bát nhỏ để cho ra đây chém lên. Rau cá. Rau cá. Cổ cá. Chắc ăn cổ cá mà. Anh em tưởng anh vặt cho cá chứ. Đó. Ăn thử nữa. Quá ngon nhỉ. Mình là muốn ăn nhân vị nhỉ. Nếu mà cho nước mắm cảm giác nó ngọt ngọt ra mất nhỉ. Đúng rồi, nó mùi nó ngọt mất. Cũng câu ấy. Nêm rồi nhé, thưa. Lá sắn này. Ồ anh em này rau thì không ăn lắm. Ăn toàn rau nhỉ. Thế anh em mình tăng cường thịt vào thôi. Rau lót trước. Rau cỏ đá, anh em thích ăn rau cứ ăn, anh em thích ăn thịt cứ ăn thôi. Đấy. Ừ. Trên mâm hết rồi. Ừ. Chẳng ai cấm ai cả đúng không? Đấy, chỉ em nó. Quá chuẩn. Em thơm ạ. Cái này. Mà rau sắn mà luộc tái của này liệu có bị say không đấy? Không. Cái gì được? Xả em không? Hay cái gì? Xay biết ngay. Đây gốc nó nhắn mà trời nhà. Vẫn còn. Xay xay ở nhựa nó mà. Nhựa. Nhìn được nên nó chết nhựa anh nhỉ. Đấy. Ai nó ác nhỉ. Sướng. Đây anh ạ. Cắt cơn em củ riêng đi. Ừ. Anh. Riêng nhà em Thơm này không ăn nhỉ hay là cho kịp ăn đang để. Bu gà tái này hợp mình thế. Ngon. Ngon không? Lâu rồi không ăn rau này, kiểu này cũng ngon phết luôn nhỉ. Tiếp tục cho cái bát. Nó thật là đây là. Nó thật bằng này thơm ngon thật. Ngon mà. Cúc đoàn trồng đấy, nó mới ngon như thế. Nó mới ngon như vậy. Nhìn trồng thì chắc nó đắng. Cho con thương anh. Nó có tuổi rồi. Thôi tuổi rồi, ông nuôi nó ăn giản dị, chạy bộ rồi. Cái chuối. Ngon nhất là gà nó thả đồi, nó đi ăn trâu trấu có thứ ấy. Kiểu gà chạy ngon lắm. Càng như là rừng ấy. Ăn thơm này, chuyên đi soi cho cháu ăn mà. Mai có khả năng được chiến đấy. Anh Cao ạ. Ok. Mai là gà đây đấy. Đấy. Tặng thế. Thứ chúng này lá sắn à. Hôm nay anh em mình lên rừng là ăn mỗi bữa thế này đấy nhở. Chỉ có loại này về ăn. Ngon mà. Chuyên ăn rau sắn nó lâu mà ăn cũng ngon phết chứ nhỉ. Ngon vẫn phải có thịt ghé một ít nhở. Ăn khô cả bữa ấy cũng không ngon mấy đâu. Đấy bà chỉ. Ồ ngon.
Dục với nước rau ngon, nước thịt quá ngợi. Hoặc ăn rau mới to mơ ngon mà. Sao có con lạc to rồi, gọi bác xuống đánh ấy. Ừ, ok. Hôm nào bác xuống thăm đi, có ngay bác mà. Bác biết chiếc thuộc nó rồi. Ừ, đến. Bác biết rồi cái gì? Ừ. Thì bác mới biết thôi. Ngày xưa, đừng có món ăn, món này bác biết. Món sán này họ còn làm cái gì ạ? Phú Thọ ấy nhỉ? À, bà ngoài chua hay làm ấy. Sán chua. Sán chua ngon phết nhỉ? Canh với cá. Ừ, với cá. Riêng Phú Thọ đặc sản là rau sắn chua đấy, chuẩn luôn đấy. Trên này không biết làm. Làm cái rửa làm cái anh cũng rửa sạch đi cho vào làm dưa thôi mà. Anh em đây đi. Thử gà đi. Ăn mà ngon lắm đấy. Chị đem nó đi. Chúng mình ăn bán mà trẻ con. Bây giờ ấy, mà nấu mấy côn trùng trên này thì đẳng cấp luôn. Ngon lắm. Ra là măng ngọt. Xôi là chấm mấy chấm cháo này cũng hết bữa rồi nhỉ, ngon. Ăn xôi. Ăn xôi không? Ấm bụng. Tôi đi lại chen ăn cơm trẻ không thích ăn xôi à? Có, ăn xôi à. Nhưng là xôi ghé mấy thịt lợn xuyên nướng thì nó đẳng cấp rồi tôi đi nha. Rồi, còn một tí anh em ạ. Ngon. Có thịt có tham nước canh ở đây không? Rồi kết thúc bác Khánh nhá. Ừ. Chớp thẳng ấy. Đêm nay chắc mưa to rồi. Không mưa đâu. Chớp kiểu này hay không mưa lắm. Đúng rồi, tốt. Nhưng mà chớp sau nó vẫn mưa thôi bạn. Tầm như thế này là phải mưa đấy. Mưa chắc ngày mai sẽ mưa. Nó sẽ mưa. Nó báo mưa rồi. Chắc mưa. Hay với như vẫn nhà thôi không? Canh của mình cái nào anh em? Úi. Báo mưa mấy ngày, 2-3 ngày. Mấy ngày chuẩn bị mưa này là cây cối nó mát mẻ hơn nhiều đấy, chưa mưa đâu nhưng mà nó cũng mát. Cười ấy nhỉ, nó đang cười, nó cười nó chuẩn bị như kiểu sắp được ăn ấy, giống như kiểu mình bỏ mâm xuống ấy. Thôi anh em lên canh đầu lợn đi. Úi nhân nó dưới hết đây này, đây này. Úi dồi ôi, lợn vón vén cũng phun nhỉ. Sáng nay mình đi kinh khủng anh em ạ. À, này có hạt mưa đấy, bây giờ cũng đang bay bay rồi đấy. Có hạt mưa to rồi, lúc tôi sang đây là bắt đầu có hạt mưa rồi mà nó xuống lượng của anh em. Nhiệt độ nó xuống như này nó cũng mừng lắm rồi. Cái độ ẩm nó tăng cao rồi, không khí này. Năm hôm nhỉ. Mấy em nó làm trên nhà cột nhìn sang đồi cà phê cảm giác như héo cả lá rồi các bạn. Bây giờ là anh em mình xin phép kết thúc video của anh em cả đây các bạn nhá. Chào anh em. Anh lấy túi đâu nhanh ấy.